chào các bạn. Chào các bạn đến với kênh Hồ Thảo Vlog của mình ngày hôm nay. Trung Quốc vốn nổi tiếng là một quốc gia có nền ẩm thực cực kỳ đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, trong số này có những món ăn thực sự là một thử thách đối với khách du lịch, điển hình là món đậu phụ thối. Đúng như tên gọi, món đậu phụ thối rất thối. What? Có mùi giống như bắp cải hoặc là phân bón thối rữa. Điều này thì mình rút ra từ nhiều chuyên gia ẩm thực có sao Michelin, chuyên đi review ẩm thực đường phố thuật lại, chứ mình thì vẫn chưa có can đảm để ăn món này. Nhưng tại sao đậu phụ thối rồi mà vẫn có thể ăn được? Liệu rằng bên trong của nó có độc hay không? Chúng ta cùng theo dõi video này nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về việc đậu phụ đã thối lên như thế nào, hay là nguồn gốc của đậu phụ thối. Về nguồn gốc của món ăn kinh dị này thì nó có khá là nhiều dị bản. Tuy nhiên, câu chuyện phổ biến nhất là món ăn này do một chàng thư sinh nghèo tên là Vương Trí Hòa, anh sống từ thời vua Khang Hy tìm ra. Nhờ thi trượt khoa cử, Vương Trí Hòa phải ở lại kinh thành bán đậu phụ để kiếm sống qua ngày. Do đậu phụ ế nhiều, anh đành cắt nhỏ và bỏ vào một cái chum và ướp muối. Tuy nhiên, vài ngày sau, các bạn đã biết đấy, chỗ đậu phụ này đã chuyển thành màu xanh lục và có mùi giống như mùi người yêu cũ. Nhưng khi ăn thử thì nó ngon kinh ngạc, và kể từ đó món đậu phụ thối lan truyền rộng rãi. Và càng thành công hơn khi mà startup của anh Vương Trí Hòa này đã đạt đến cấp độ được vào trong menu của cung đình, khi mà vua Khang Hy cũng phải mê mẩn. Có lẽ chàng thanh niên Vương Trí Hòa này là minh chứng đầu tiên cho câu cứ không phải đậu đại học là sẽ thành công. Chính vì thi trượt khoa cử cho nên anh mới vô tình làm ra một món ăn được lưu truyền ngàn đời sau. Có điều khi mà con cháu về sau nhắc tới tên anh thì nó sẽ gắn liền đến cái mùi thum thẩm của đậu hũ thối. Thật sự không biết đây là tiếng thơm hay là tiếng thối nữa. Thôi, quay lại câu chuyện của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy được thực chất đậu phụ thối là gì. Đó chính là đậu phụ thông thường được lên men rất mạnh trong thời gian dài. Như vậy thì đậu phụ thối có độc không? Câu trả lời là không. Dù cho nó có một cái thứ mùi đầy thách thức, một cái mùi kinh dị hải hùng khắp làng trên xóm dưới, ai đều cũng phải sợ. Nhưng mà đậu phụ thối không những không độc mà nó còn có giá trị dinh dưỡng rất là cao. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, món ăn này có hàm lượng vitamin B2 và B12 rất cao, giúp phòng tránh bệnh mất trí nhớ ở người già. Theo mình nghĩ thì mình cũng không cần phải ăn món này nữa đâu, tại vì hiện tại mình đang cần quên đi chủ nợ của mình là ai. Ngoài ra, hàm lượng protein trong đậu phụ thối khá cao, chiếm khoảng 15-20%, tương đương với nhiều loại thịt. Thực phẩm này còn chứa lượng canxi phong phú, chưa kể các chất protein trong đậu phụ thối sau khi lên men chuyển hóa thành các loại axit amin, có tác dụng ngăn cảm giác thèm ăn và hỗ trợ tiêu hóa. Ngoài ra, đậu phụ thối còn có tác dụng chữa bệnh. Theo sách Đông y cổ, đậu phụ thối mang tính hàn nhưng ít khí, có tác dụng điều hòa tỳ vị, giảm chướng bụng, đầy hơi, thanh nhiệt, tán huyết, giúp giải độc cho đại tràng. Tuy nhiên thì cái gì ăn nhiều quá cũng không tốt, đặc biệt là đậu phụ thối. Điều không tốt đầu tiên, nó sẽ là nguyên nhân chính làm rạn nứt tình cảm gia đình, chia cắt tình anh em, vợ chồng sứt mẻ. Và cái thứ hai, trong quá trình lên men, đậu phụ thối sẽ sản sinh ra các amin có hại. Các chất này giúp cho món ăn có mùi rất đặc biệt, nhưng mà không hoàn toàn có lợi cho sức khỏe đâu các bạn ạ. Thêm nữa, do tính chất lên men nặng nên quá trình chế biến đậu phụ thối dễ bị vi khuẩn xâm nhập, dễ gây ngộ độc thực phẩm. Từ đó sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng tiêu chảy cấp, ảnh hưởng lớn đối với sức khỏe của các bạn. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở sản xuất đậu hũ thối ngày nay không tuân theo các chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, không để cho đậu hũ lên men tự nhiên mà sử dụng hóa chất. Khi mà ăn những loại đậu hũ này vào thì cơ thể sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Ok, xem video clip này rồi thì các bạn sẽ tự tin và can đảm để ăn món ăn bốc mùi này. Còn riêng đối với bản thân mình thì mình vẫn muốn bảo vệ tình cảm gia đình vợ chồng hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video clip. Nếu các bạn thấy video clip này hay, hãy cho mình một like và subscribe nha. Cho mình ý kiến dưới phần comment là bạn có thích ăn món ăn này hay không. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye.